Vâng, em xin chào anh em mình nhé. Thì clip này em xin test cặp loa toàn giải Goodman khi gắn thêm chép và khi không có chép nha anh em ha. Thì anh em mình biết là cặp toàn giải Goodman Axiom 301 thì sẽ có giải tầng đáp ứng từ 30 cho đến 16 ngàn nha anh em. Đó, thì nếu mà anh em mình chơi cặp loa đủ giải thì nó phải đạt tới 20 ngàn nha anh em. Đấy, thì cho nên những hãng các bạn người ta sẽ sản xuất cho mình những cái cặp chép G để anh em mình phối ghép thêm. Thì về cái phần phối ghép thêm hay không nó còn tùy thuộc vào cái gu người nghe, người thì thích nghe chép nhiều, người thì thích nghe chép ít nha các bạn. Thì cũng có một số anh em mà chỉ nghe gọi là đơn thân độc mã cặp loa toàn giải thôi là đủ. Rồi thường sẽ có một số anh em là gắn thêm một cái chung kèn hoặc là thêm một cái chép kèn nha các bạn. Thì mình sẽ test chia sẻ anh em mình là một đoạn là chưa có chép và một đoạn là có chép để anh em mình xem chất âm nó như thế nào nha. Khi có chép thì chất âm sẽ lung linh hơn và long lanh hơn nha các bạn. Thì đây là cặp chép kèn Jensen, kèn gang có mã là GB103 nha anh em. Từ Anico và cặp chép này có giá là 6 triệu nha anh em ha. Thì khi anh em mình mua thì mình sẽ tặng kèm cho anh em mình là cái đế gỗ này, và tất nhiên là mình sẽ hoàn thiện cho anh em mình là mình sẽ chà nhẵn và lên màu cho anh em mình, và đi kèm là một con tụ nha anh em ha. Nếu anh em có nhu cầu thì mình sẽ làm cái mạch lọc hoàn chỉnh hơn nha các bạn. Đấy, đây thì dây lo thì mình đã để chờ sẵn, chút xíu mình sẽ kẹp cái dây trừ vô là ok. Giờ mình vào anh em mình nghe động test nha. Đây là chưa có chép nha anh em. It brought the sun and the flowers where they used to be rain. My yesterday was blue, dear, and today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. As you said you were mine, what a difference a day makes when there's a rainbow before me. Skies above can't be stormy since that moment of bliss and that thrilling kiss. It's heaven when you find a romance on your menu. And what a difference a day makes, and that difference is you. What a difference a day makes. Anh em mình nghe tiếng chép sẽ nhiều hơn nha. 24 little hours that brought the sun and the flowers where they used to be rain. My yesterday was blue, dear, and today I'm a part of you, dear. My lonely nights
kéo dài thân xe dài hơn các bạn ha. Thì đây là cặp chép Jensen BGB103 nha anh em ha. Họng kèn gang từ là từ Anico. Và cặp chép này thì có giá là 6 triệu đồng. Mình có tặng kèm cho anh em mình là một cái tấm đế gỗ để anh em mình để con chép lên cho nó đẹp. Thì khi anh em mình mua cặp chép này thì mình sẽ hoàn thiện cái tấm gỗ này. Thì anh em mình về anh em để trên nắp cái thùng lo luôn nha các bạn ha. Hiện tại là tấm gỗ này là mình cắt về, mình chưa có hoàn thiện nha các bạn. Nói chung là mình không có thời gian, chưa có thời gian để hoàn thiện. Khi nào anh em mình mua thì mình sẽ có động lực để mình làm cho nó nhanh hơn nha các bạn ha. Thì mình sẽ đo kích thước cho anh em mình xem là cặp chép Jensen là GB103 này kích thước nó như thế nào. Thì ngang đó là 18.5 và cái chiều cao á là 7.75 nha các bạn ha, là 7.5 cm đó. Và cái hậu mà từ cái cũ đến cái mặt trước á là nhiêu ta, là 16 cm nha các bạn ha. Thì chép kèn Jensen này thì hiện tại mình đang để cho anh em cái giá khá là tốt, giá là 6 triệu đồng nha các bạn. Thì anh em có nhu cầu thì anh em liên hệ. Thì em xin kết thúc cái video ở đây, xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nào xem clip mà anh em chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và xin một like mà để lên một phần bình luận để đóng góp cho kênh ngày càng phát triển hơn. Thì em xin cảm ơn anh em mình nha. Em xin kết thúc video. Xin chào mọi người.